Vụ việc xảy ra tại địa bàn huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk, sáng ngày 11 tháng 6 đã khiến hàng chục cán bộ chiến sĩ, người dân thiệt mạng và bị thương là vô cùng man dợ, ác độc, khiến dân chúng không khỏi bàng hoàng, đau xót. Việc người dân hỗ trợ chính quyền nhanh chóng bắt giữ hầu hết các đối tượng thủ ác là bằng chứng cho thấy sự đoàn kết chỉ có ở Việt Nam và đáng tự hào là bà con Tây Nguyên. Trái với thực tế đó, những kẻ như Nguyễn Văn Đài lại ra sức xuyên tạc vụ việc, bóp méo bản chất, thổi phồng nhằm kích động rất thâm độc. Ngay khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Văn Đài tung tin xuyên tạc kích động như sau. Tại huyện Cư Cun, Đắk Lắk, nhóm vũ trang đã tấn công đồn công an và hạ 6 công an vào rạng sáng ngày 11 tháng 6. Trên mạng xã hội cho biết, lực lượng khởi nghĩa có khoảng 1.000 thành viên mặc thường phục giản dị, được trang bị vũ trang. Những luận điệu của Nguyễn Văn Đài như hạ 6 công an, thổi phồng lên là lực lượng khởi nghĩa có khoảng 1.000 thành viên được trang bị vũ trang, kèm theo các bức ảnh thiếu kiểm chứng, để minh họa như để cổ vũ, động viên những tên khủng bố, không những xông vào trụ sở công an, bắn, giết cán bộ chiến sĩ công an, cán bộ xã, mà còn chặn đường bắn chết cả người dân. Chúng như những người hùng trong con mắt Nguyễn Văn Đài. Đó là những lời lẽ không khác gì kích động cổ suý cho bạo lực, sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề của Nguyễn Văn Đài. Điều này cũng rất đúng với bản chất của y, kẻ đã từng bị bắt, kết tội 2 lần về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong video đằng sau đó, Nguyễn Văn Đài đã trực tiếp kích động bạo lực bằng luận điệu xuyên tạc lãnh đạo đảng nhà nước đã cướp đoạt đất đai, kích động người dân Tây Nguyên phải vũ trang bạo lực để chống lại nhà nước Việt Nam. Cần phải nhớ rằng, ở xã hội văn minh hiện đại nói chung và ở Việt Nam nói riêng, không bao giờ chấp nhận những hành vi bạo lực và kích động sử dụng bạo lực như nhóm khủng bố trên. Khi bạo lực xảy ra, có những người bị chết, có những người bị thương, có những người bị bọn khủng bố bắt giữ làm con tin. Rất nhiều người thương xót, lo lắng, quan tâm chia sẻ với họ. Gia đình họ thì Nguyễn Văn Đài lại buông những lời lẽ, giọng điệu, hân hoan, hả dạ, hì hả với những số phận không may đó. Thế mà ngày thường chúng vẫn vỗ ngực tự xưng là luật sư nhân quyền, nhà báo. Những người đã mất đều là những người vô tội. Bên cạnh những người dân bình thường là những cán bộ chiến sĩ công an, cán bộ xã. Ngoài thực hiện nhiệm vụ được giao, họ là những người bình thường làm công ăn lương, nuôi sống bản thân và gia đình, cũng là những số phận con người. Thế nhưng bọn chúng đã lấy cái chết, thương tích của họ ra để bêu diếu. Rồi không bỏ lỡ cơ hội, Nguyễn Văn Đài lại đổ lỗi cho đảng, chế độ ngay khi bài viết y xuyên tạc. Không chịu được sự cai trị bất công và độc ác của đảng, chế độ của nhà cầm quyền độc tài Cộng sản Việt Nam, người dân Tây Nguyên đã đứng lên khởi nghĩa. Ngoài ra, Nguyễn Văn Đài còn đăng trên mạng Facebook video đổ lỗi cho sự việc xảy ra là do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và tầng lớp chóp bu độc tài của Cộng sản Việt Nam. Vụ việc mới xảy ra còn chưa rõ nguyên nhân, nhưng với bản chất luôn tìm mọi cách để chống phá nhà nước, chế độ, Đài đã xuyên tạc. Người dân Tây Nguyên không chịu được sự cai trị bất công. Chỉ theo kết quả điều tra dân số năm 2019, Tây Nguyên đã có 5,8 triệu dân, trong khi đó nhóm khủng bố chưa được công bố con số chính xác, nhưng có lẽ chỉ trên 70 người. Như vậy, Nguyễn Văn Đài không những lưu loa lên rằng nhóm khủng bố có khoảng 1.000 thành viên, mà còn lưu loa trắng trợn lên là dân Tây Nguyên đứng lên. Mục đích của y chung quy lại là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đúng như những hành vi trước đây y đã từng bị kết tội. Chúng ta biết rất rõ ràng, các thế lực thù địch, các thế lực ngoại bang vẫn chưa chịu để cho Việt Nam được yên ổn. Chúng vẫn âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá vỡ hòa bình, thống nhất đất nước, thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Nguyễn Văn Đài và những tên khác là những người có nguồn gốc Việt Nam, hãy nên tỉnh táo, không tiếp tay cho các thế lực trên mà lợi dụng những vụ việc phức tạp để kích động bạo lực, bôi nhọ lãnh đạo, chống phá nhà nước, gây mất ổn định xã hội cũng như cuộc sống bình yên của nhân dân.